Ngọc và cô chú anh chị và các bạn cùng lên nha. À, cả nhà ơi, hôm nay hai chị em của mình đã được một ngày nghỉ thì sẵn tiện đi đi vô trong chi tôn này tham gia lễ gì Tết hả? Tết của mình nghe cả nhà. Thì hai chị em mới chạy với có nửa đường rồi. Đưa vô tới cả nhà. Đưa vô tới cả nhà. Còn trước mắt quá trời luôn. Nè. Nè. Hôm nay thì xe hơi đông cả nhà. Nếu mình vô kêu đông dữ nữa. Hôm nay ngày cuối gì vậy? Hôm nay là ngày cuối cả nhà ơi, thì mấy chị em mình sẽ tranh thủ đi đóng chơi với mọi người nha. Thì mời bà cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem nha. Trời ơi
Rửa mặt luôn. Ở đây là tôi. Tôi là sao tôi về? Hồi nãy có chụp hình rồi đó. Ở này là úp thơ hình chụp liền.
đó thì bây giờ hai chị mình sẽ đi về nha. Tại vì clip đây thì Hương Nguyệt khép lại. Hương Nguyệt cảm ơn và cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Để nhờ thứ hai cho mình xin được like và đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và bạn và các bạn clip